Người ta thường nói Tết là ngày quan trọng nhất trong năm, vì Tết sum vầy thì cả năm mới sung túc. Dù bạn ở đâu, làm gì, chỉ cần thấy nhau là có Tết. Ủa chị Hai, nhưng Tết lạ lắm, mỗi nhà đều mang một màu sắc riêng. Chị Hai đi chợ mới về hả? Ừ. Con chào bác Hai. Ủa Nhi ăn Tết hả con? Dạ. Có nhà thì tràn ngập niềm vui của con trẻ trở về đón một cái Tết rộn ràng. Bác Hai chụp hình chung với con đi. Thôi cả nhà chụp hình đi, bác phải về coi tiệm. Vậy mùng 1 nhà tụi em qua nha chị Hai. Alo, con nghe nè mẹ. Có nhà thì lại ngóng trông, đợi chờ một ai đó trở về sau một khoảng thời gian dài xa cách. Tết con có về được không? Dạ con. Thôi, năm nay khó khăn, có việc làm là tốt rồi. Khi nào mà ổn định thì con về cũng được. Nhưng mà ở trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Bây giờ con có việc con gọi mẹ sau nha. Giữa cuộc sống nhộn nhịp vội vã hiện đại thì cuối năm lại là lúc mọi người bận rộn hơn hẳn với bộn bề những thứ lo toan. Dạ, cho em gửi hàng. Người thì tất bật dạ chuẩn rồi, bị đủ thứ rồi, cho một mùa Tết đủ đầy. Cô thu con về nha. Nhưng có người được sum vầy là cả một ước mơ. Anh Thu ơi. Ơi, cái gì đó? Cho con cách bia má ơi. Chờ má xíu. Đợi má. Trời ơi, để con khiêng. Sao mà để má đi vậy? Quá. Vì thế đôi khi vô tình cảm nhận hơi ấm đoàn viên từ người xa lạ cũng đủ làm những đứa con xa quê chạnh lòng mong nhớ. Con đi nha, chúc má ăn Tết vui vẻ. Con ăn Tết vui vẻ nha. Nên ta tự hỏi bản thân, điều gì làm nên Tết ý nghĩa? Ê Trường, Trường ơi Trường, có người gửi đồ cho em nè. Ủa, mai 29 á, em có về quê không? À, dạ không, em không có về. À, hồi giống chị, à, ở đây làm đi, Tết rồi, kiếm được nhiều hơn. Mai chị đi về nha. Dạ, cảm ơn chị. Trai ơi, vậy là thêm một năm nữa con không về. Mẹ biết là con bận nhiều việc nên mẹ có nấu cho con mấy món để ăn Tết. Có khổ qua hầm với cô cánh lóc con thích nhất đó. Mẹ nhớ năm nào con về đón giao thừa cùng mẹ, mẹ con mình cùng nhau chuẩn bị bao nhiêu thứ thật vui. Vậy mà thấm thoát sắp hai cái Tết trôi qua rồi. Sang năm mới, mẹ chúc con trai bình an và công việc thuận lợi. Con ở thành phố, nhớ bảo trọng con nha. Có rảnh thì gọi điện thoại cho mẹ nha con. Chúc mừng năm mới con trai của mẹ. Đó là khoảnh khắc mong ước được sum vầy, hay đôi khi chỉ đơn giản nhìn thấy nhau là có Tết. Tết này con sẽ về, dù ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể mẹ nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm mẹ ơi, con nè. Tết mà con không về với mẹ được nữa, con kể thiệt á, con xin lỗi mẹ nha. Dạ đây là điện thoại con trai mua cho cô. Chúc gia đình cô năm mới vui vẻ. Dặn con hết lời, lần nào mẹ cố gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về.
về đem hết chuyện kể mẹ nghe. Cảm ơn cậu. Đêm giao thừa vô bế phơi đèn. Ăn ngon không? Mẹ nấu ăn đúng là số 1. Vậy thì ăn hết đi, rồi mẹ nấu tiếp nữa ha. Dạ. Chỉ khi thấy con được quay trở về, mới con hiểu Tết phơi mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà. Mẹ ơi, dù gần hay xa, sum họp là nhà. Tết này hãy để Thế Giới Di Động mang sứ mệnh kết nối khoảnh khắc sum vầy của người thân và gia đình bạn, mang đến mùa Tết đúng nghĩa cho mọi miền.